8 suy nghĩ kém cỏi cần phải bỏ. 7 tư duy thành công cần phải có nếu muốn làm nên nghiệp lớn. Kính thưa quý vị và các bạn, hầu hết đàn ông hay phụ nữ thời nay đều không cam tâm sống một cuộc sống tầm thường, không có gì nổi bật. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy số lượng người có thể phất lên, đứng trên đỉnh của thành công lại chỉ là thiểu số. Thiểu số đó là những người như thế nào? Trong video này, xin chia sẻ với quý vị và các bạn 8 suy nghĩ kém cỏi cần phải bỏ, thay vào đó là 7 tư duy thành công cần phải có nếu muốn làm nên nghiệp lớn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Thứ nhất, 8 suy nghĩ kém cỏi cần phải bỏ. 1. Làm việc qua loa, không biết suy nghĩ thấu đáo trước khi làm. Trong cuộc sống, một người đàn ông có thể làm nên đại sự và một kẻ kém cỏi làm một việc nhỏ cũng không thành có sự khác nhau rất lớn về hành vi. Một trong số đó chính là những người làm được việc lớn luôn suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động. Trong khi đó những người kém cỏi thường có xu hướng hấp tấp, làm gì cũng qua loa cho xong việc. Người đàn ông bản lĩnh trước khi làm việc gì đều suy nghĩ thấu đáo, như vậy thì mới không dễ phạm sai lầm. Chỉ khi có kế hoạch hành động thì mới có thể đạt được thành công. Thế nhưng, câu cửa miệng của những người kém cỏi lại là nghĩ quá nhiều khiến đầu óc mệt mỏi, chi bằng làm luôn cho xong. 2. Trì hoãn công việc. Trì hoãn công việc là thói quen xấu lớn nhất của những người nghèo khổ. Đây cũng là chướng ngại lớn nhất đối với một người đàn ông muốn làm nên việc lớn. Bởi lẽ, thời gian chẳng chờ đợi một ai và cơ hội tốt không phải lúc nào cũng có. Đôi khi, chỉ cần bỏ lỡ một lần thì sẽ phải chờ đợi trong hối tiếc cả đời. Để từ bỏ thói xấu này, người đàn ông có thể sử dụng phương pháp ngầm ra hiệu cho chính mình phải ngay lập tức hành động. Chỉ khi nào đem suy nghĩ này khảm sâu vào trong đầu, bạn mới có thể kích thích được nguồn năng lượng tiềm ẩn trong mình. 3. Nói nhiều nhưng làm ít. Những người chỉ thích nói mà không biến lời nói thành hành động thì mãi mãi chẳng thể thành công. Bởi lẽ, chỉ khi bắt tay vào làm, bạn mới hiểu rõ được mình đang gặp phải những vấn đề gì. Từ đó, chúng ta tìm ra giải pháp thiết thực để giải quyết vấn đề, nhờ vậy làm nên được điều gì đó lớn lao. Vậy nên, những người đàn ông còn có tật thích khua môi múa mép, nói nhiều nhưng làm ít thì nên bỏ ngay. Nếu không, đừng bao giờ hy vọng có thể thành công nổi. 4. Mù quáng chạy theo đám đông. Những người đàn ông muốn làm nên thành tựu nhất định phải giỏi lắng nghe người khác, nhưng cũng không được mù quáng nghe theo số đông. Đặc biệt khi đối mặt với nghịch cảnh, họ cần phải duy trì sự lý trí của mình và kiên trì đến cùng để tìm ra lối thoát. Gặp khó không ngại, không nao núng và duy trì được thái độ tích cực là điều kiện cần thiết để người nghèo trở nên giàu có. Đây cũng là điều kiện cần có đối với một người đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn. 5. Thiếu quyết đoán. Sự thiếu quyết đoán là một điều tai hại đối với những người đàn ông muốn làm nên cơ đồ. Vì khi không thể dứt khoát đưa ra quyết định, họ có thể sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá đến với mình. William Arthur Wood đã từng nói cơ hội giống như bình minh vậy. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Rõ ràng, cơ hội không dễ dàng đến và cũng không chờ đợi một ai. Một khi đã biến mất thì sẽ không quay lại nữa. Do vậy, một người đàn ông nhất định phải rèn được cho mình sự mạnh mẽ và quyết đoán. 6. Thích sự ổn định, an nhàn. Nhiều người luôn muốn hưởng thụ sự an nhàn, đắm chìm trong một cuộc sống yên bình nhưng lại không biết rằng sự yên ổn ấy chỉ là tạm thời mà thôi. Trong cuộc đời này, mọi thứ ít nhiều đều thay đổi theo thời gian nên cái gọi là sự ổn định ấy vốn dĩ không hề tồn tại. Vậy nên, nếu họ còn giữ mãi tư duy này, kết quả nhận lại chỉ là nghèo vẫn hoàn nghèo, chẳng thể tiến lên phía trước và nắm lấy thành công. Người đàn ông cũng vậy. Nếu không có chí tiến thủ, sợ phải thay đổi và muốn được nhàn hạ thì cả đời đừng mong làm được việc lớn.
7. Vừa nhát gan, vừa nhu nhược. Người nghèo nếu muốn làm giàu thì nhất định phải gan dạ và can đảm. Giống như vậy, người đàn ông muốn gây dựng sự nghiệp vĩ đại thì không được phép yếu đuối hay hèn nhát. Bởi khi họ đã không có lòng can đảm thì sẽ không dám xông pha, mạo hiểm. Thực tế không có con đường nào tới thành công được trải toàn bằng hoa hồng. Trái lại, con đường ấy sẽ có đầy chông gai và thách thức, thậm chí là cạm bẫy trùng trùng. Vậy nên, nếu cứ nhu nhược và yếu đuối thì họ đừng mơ có thể làm nên thành tựu gì. 8. Có tầm nhìn hạn hẹp. Những người có suy nghĩ thiển cận, chỉ biết tới cái lợi trước mắt thì mãi mãi cũng chẳng thể nào trở thành một người giàu có thực sự được. Vì tầm nhìn nông cạn sẽ bó buộc họ trong những thứ nhỏ nhặt, toan tính nhỏ nhen, khó có thể mở mang suy nghĩ và tìm ra những điều có giá trị to lớn. Vậy nên, người đàn ông hướng tới nghiệp lớn nhất định phải biết nhìn xa trông rộng, thay vì cứ mãi là một con ếch ngồi trong đáy giếng. Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực kìm hãm sự phát triển bản thân, nếu muốn thành công, cần phải mang trong mình 7 tư duy thành công mà một người muốn nên nghiệp lớn phải có sau đây. 1. Người thành công trước tiên là dựa vào thực lực. Trong môi trường sinh tồn khốc liệt, nơi mà kẻ mạnh thì sống còn kẻ yếu bị ăn thịt, sói sở dĩ có thể trở thành kẻ mạnh đứng trên đỉnh của chuỗi sinh học, tất cả là nhờ vào sức mạnh của chính bản thân, bao gồm tốc độ chạy cực nhanh, hàm răng sắc nhọn, kỹ năng chiến đấu. Đàn ông cũng vậy, muốn nên nghiệp lớn, thực lực phải được xếp ở vị trí đầu tiên. Nói theo các tiểu thuyết kiếm hiệp thì đàn ông muốn hành tẩu được trên giang hồ, nội công phải cực kỳ thâm hậu. Đàn ông nếu muốn có một chỗ đứng nhất định trong một xã hội có tính cạnh tranh cao như hiện nay, nhất định phải luyện được cho mình môn võ chí tôn cửu âm thần công, có vậy mới mong được tiếu ngạo giang hồ. Nhớ một điều rằng, bất kể là ai, thành công từ đầu tới cuối luôn dựa vào thực lực. Thực lực là người bảo hộ đầu tiên, là lối tắt đầu tiên của thành công. Tất cả những thứ khác đều chỉ là thứ yếu. 2. Mở rộng quan hệ xã hội. Bạn bè nhiều rồi việc ắt dễ thành. Một con sói dù mạnh tới đâu thì thực lực cũng là có hạn. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Cả một bầy sói mới là sự sinh tồn bất khả chiến bại. Một người đàn ông, bất kể bản thân có mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mà có thể xây dựng nên được một vương quốc độc lập. Vì vậy, tận dụng tốt các nguồn tài nguyên xã giao trở thành một mánh khóe mà bất cứ người đàn ông nào muốn nên nghiệp lớn cũng cần phải trang bị. Người thông minh là người biết thuận theo chiều gió, mượn sức gió đưa mình bay lên tận trời xanh. Những mối quan hệ xã giao chính là hậu thuẫn mạnh mẽ và là cơn gió đông của một người đàn ông thành công. Mở rộng nó, tận dụng tốt nó, bạn sẽ có thêm một pháp bảo hậu thuẫn, sẽ không gì có thể ngăn bước bạn đến với thành công. 3. Dám mạo hiểm, trở thành làn sóng đi đầu của thời đại. Sói là động vật có tinh thần mạo hiểm cao. Để có được thức ăn, chúng thậm chí còn dám săn trộm ngựa, cừu ngay dưới con mắt của người thợ săn. Đối với một người đàn ông không có gì trong tay, tinh thần mạo hiểm sẽ giúp anh ta có một tương lai rộng mở. Còn đối với những người đã có chút gì đó trong tay, sự dũng cảm, dám tiếp nhận thử thách sẽ khiến sự nghiệp của anh ta ngày một trở nên rực rỡ. Trong máu của người đàn ông nên có tinh thần mạo hiểm của loài sói. Tất nhiên, mạo hiểm không đồng nghĩa với lỗ mãng, không đồng nghĩa với liều mạng, không đồng nghĩa với bất chấp đạo đức và pháp luật. Mạo hiểm ở đây cần một cái đầu lạnh, một đôi mắt có trí tuệ nhìn thấu được bản chất sự việc và một trái tim khát khao xây dựng đại nghiệp. Chỉ khi có ba thứ này, bạn mới trở thành một nhà mạo hiểm thành công. 4. Dám và giỏi sáng tạo. Dù tồn tại đã hàng triệu năm, nhưng khi đối mặt với những vũ khí tiên tiến của loài người, loài sói cũng đành bó tay chịu trận, thiếu đi sự sáng tạo. Cải tiến là điểm yếu chí mạng không thể bù đắp của loài sói. Một sản phẩm mang tính sáng tạo có thể thay đổi bộ mặt cả thế giới. Một ý tưởng sáng tạo có thể thay đổi triệt để vận mệnh của một người đàn ông.
Sáng tạo cần tới trí tuệ, cần tới dũng khí, còn cần tới linh cảm trong một thời khắc xuất thần nào đó. Đàn ông muốn nên nghiệp lớn, giỏi sáng tạo, dám sáng tạo, đổi mới, có vậy mới có thể nhanh chóng đạt tới đỉnh vinh quang. 5. Động não nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, muốn thành công phải tâm cơ hơn một chút. Sói là loài giả hoạt, thậm chí có thể nói là quỷ kế đa đoan, có thể tạo ra một loạt giả cảnh đánh lừa đối thủ, từ đó giành chiến thắng trong trận đấu. Xã hội rối ren phức tạp, thế sự biến đổi khôn lường. Sự đa dạng và phức tạp của thế giới khiến mọi người đàn ông sống trong đó phải đối mặt với những rủi ro rất lớn. Chưa nói tới thành công, chỉ đơn thuần muốn tồn tại được trong xã hội này, bạn cần phải động não nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. Còn nếu bước lên được đỉnh của kim tự tháp, bạn bắt buộc phải có tâm cơ, hơn nữa còn phải tâm cơ hơn người, khác người. 6. Túc trí đa mưu, dứt khoát, quyết đoán. Sói là một loài vật vô cùng thông minh, có thể nói là túc trí đa mưu, săn mồi rất thủ đoạn, thường chọn đánh vào điểm yếu của đối phương. Chẳng hạn như khi săn những loài động vật tương đối lớn, chúng sẽ cắn vào nơi mà chân sau của con vật không thể đá tới như vai hay cổ. Đàn ông lăn lội trên thương trường cũng cần trang bị cho mình sự túc trí đa mưu, lúc ra đòn phải dứt khoát và quyết đoán. Vừa là để chớp lấy những cơ hội ngàn năm có một, vừa là để cắn một phát phải trúng ngay vào điểm yếu chí mạng của đối phương, không cho đối phương cơ hội vùng lên cạnh tranh lại với mình. Đàn ông thông minh nên rèn luyện cho mình trí tuệ mưu lược, biến nó thành động lực giúp mình ngồi lên ngai vàng. 7. Trân trọng người bạn đời, có được sự ủng hộ từ nửa kia. Sói tuy tàn nhẫn với thợ săn và đối thủ, nhưng đối với đồng loại và bạn đời lại rất có tình có nghĩa. Chúng thường trở lại con mồi mình săn được cho con cái. Tương tự, đàn ông muốn nên nghiệp lớn, một điều kiện cần đủ và vô cùng quan trọng đó là sự ủng hộ từ nửa kia của mình. Có được sự ủng hộ hết lòng của người bạn đời, người đàn ông mới có thể chuyên tâm dốc hết lòng cho sự nghiệp. Có câu đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Câu nói này từ cổ chí kim luôn là một chân lý sắt đá chưa bao giờ sai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa xem xong trên đây là bài chia sẻ 8 suy nghĩ kém cỏi cần phải bỏ, 7 tư duy thành công cần phải có nếu muốn làm nên nghiệp lớn. Chúc bạn sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Nếu bạn thấy video hữu ích xin đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh. Nhớ nhấn vào nút hình cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi video mới của chúng tôi phát sóng bạn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, thành công. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.